Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Các địa phương đồng loạt ra quân hưởng ứng Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam, tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Cần quan tâm tới dấu hiệu và cách phòng tránh bệnh bạch hầu. Nhiều nhà mạng chê ý không hạ cáp ngầm, khiến nhiều hộ dân ở đường Quy Hóa, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai bức xúc vì bị cắt cáp. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch của Bảo hiểm Việt Nam và Bưu điện Việt Nam về việc tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam 11 tháng 7, Bảo hiểm Xã hội tỉnh và Bưu điện tỉnh Lào Cai đã tổ chức lễ ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Với chủ đề cả nước chung tay thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân, lễ ra quân là một trong những hoạt động cho thấy quyết tâm nhằm triển khai có hiệu quả mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân mà Đảng và Nhà nước đã đặt ra. Với mục tiêu nhằm phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt tối thiểu là 50 người trên một huyện, phấn đấu hoàn thành 50% chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 trong 6 tháng đầu năm. Nhờ áp dụng những hình thức tuyên truyền hiệu quả mà số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã liên tục tăng qua các năm. Tại Lào Cai đến năm 2019 đã có 4.342 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ngay sau lễ phát động, cùng với các huyện thị trong toàn tỉnh, Bảo hiểm xã hội cùng với Bưu điện tỉnh đã tổ chức tuyên truyền lưu động bằng hình thức trực quan như loa phát thanh, phát tờ rơi, pano tại các địa điểm công cộng, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tôi thấy bảo hiểm này rất là tốt, nên là tôi tham gia bảo hiểm này cả hai vợ chồng luôn, để sau này về già có lương hưu để trang trải cuộc sống hàng ngày về già. Tổ chức thêm nhiều đợt ra quân nữa, với phương châm là đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà để tuyên truyền cái chế độ chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đến từng hộ dân. Để cho người dân nhận thức đúng đắn hơn về cái quyền lợi và các cái chế độ được hưởng khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu về phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện, trong thời gian tới, cơ quan bảo hiểm xã hội và Bưu điện tỉnh sẽ tích cực phối hợp triển khai các giải pháp đột phá, đổi mới hình thức tuyên truyền để chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình ngày càng được lan tỏa, góp phần đẩy nhanh việc mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh. Huyện Bảo Yên cũng đã tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam, tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, bảo hiểm hộ gia đình. Sau lễ phát động, cán bộ nhân viên Bảo hiểm xã hội, Bưu điện huyện Bảo Yên tổ chức diễu hành tuyên truyền về các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên các tuyến phố. Trong ngày phát động, Bảo hiểm xã hội và Bưu điện huyện Bảo Yên phấn đấu phát triển thêm 50 người tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình. Tại huyện Văn Bàn, qua thống kê, hiện tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân chiếm 99,7%. Tuy nhiên, tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhất là tại các xã vùng sâu vùng xa còn thấp. Bảo hiểm xã hội Văn Bàn phấn đấu đến cuối năm sẽ phát triển mới thêm 330 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ngay sau lễ ra quân tuyên truyền, 20 người dân đã đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Huyện Bát Sát vừa tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam, 15 tháng 7 năm 1950, 15 tháng 7 năm 2020. Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, đội viên Hội Thanh niên xung phong huyện Bát Sát đã có những đóng góp lớn lao trong công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Hòa bình lập lại, trong môi trường mới, phẩm chất của người thanh niên xung phong lại tiếp tục tỏa sáng. Nhiều người đã trưởng thành và được cấp ủy chính quyền các cấp tin tưởng, giao phó ở các cương vị lãnh đạo chủ chốt. Qua đó đã tích cực tham gia cùng với các cấp, các ngành giải quyết chế độ chính sách cho cựu thanh niên xung phong tham gia kháng chiến, vận động kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho hội viên nghèo gặp khó khăn về nhà ở, thực hiện tốt phong trào phòng chống tội phạm và các loại tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Nhân dịp này, một cá nhân được Trung ương Hội Thanh niên xung phong Việt Nam đã trao tặng huy hiệu cựu thanh niên xung phong làm theo lời Bác. Một cá nhân được Trung ương Hội tặng bằng khen. Nhiều tập thể cá nhân cũng được Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh và Ủy ban Nhân dân huyện Bát Sát khen thưởng. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây liên tục xuất hiện các ca bệnh bạch hầu tại tỉnh Đắk Nông, đã có những trường hợp tử vong.
Điều này khiến cho nhiều người lo lắng về nguy cơ mắc căn bệnh này. Trong cuộc phỏng vấn sau đây, ông Nguyễn Văn Sửu, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lào Cai sẽ cho chúng ta hiểu rõ hơn về mức độ nguy hiểm của bệnh và cách phòng bệnh hiệu quả hiện nay. Trước tiên xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn của chúng tôi. Thưa ông, xin ông cho biết diễn biến về dịch bạch hầu trên địa bàn cả nước và nguy cơ của dịch bệnh này đối với tỉnh Lào Cai ạ. Theo cập nhật cho đến ngày hôm nay thì ở tại các tỉnh miền Trung thì cũng đã có gần 70 ca dương tính với bạch hầu. Thế và cũng có trên 10 ổ dịch và thậm chí đã có 3 trường hợp tử vong do bệnh bạch hầu và có hàng nghìn người trong cái tình trạng phải cách ly khẩn cấp để thực hiện các biện pháp cách ly phòng chống dịch bệnh. Đối với Lào Cai chúng ta thì căn cứ vào những cái diễn biến rồi cái công tác giám sát dịch bệnh thì hiện tại chúng ta không phát hiện ra ca bệnh nào. Thứ hai nữa là căn cứ vào cái tỷ lệ tiêm chủng hàng năm trong nhiều năm qua thì cái tỷ lệ tiêm cái vaccine phòng bệnh trong đó có bạch hầu thì Lào Cai chúng ta cũng đạt cái tỷ lệ là trên 90%. Do vậy với cái sự giám sát chặt chẽ và cái khả năng lây lan thế rồi là các yếu tố truyền nhiễm thì chúng ta vẫn đang chủ động giám sát khi dịch bệnh bạch hầu trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Vâng, vậy thì bệnh bạch hầu lây lan theo cơ chế nào và những biến chứng của bệnh này là gì thưa ông? Cái bệnh bạch hầu là một trong những cái bệnh và nhiễm trùng cấp tính. Đường lây chủ yếu là qua đường hô hấp và tiếp xúc. Vì lây qua đường hô hấp cho nên cái khả năng lây nhiễm sẽ là rất nhanh. Những người bị mắc bệnh hoặc mang người lành mang trùng trong những cái yếu tố điều kiện tiếp xúc với các đối tượng không có miễn dịch thì cái khả năng lây nhiễm là rất cao. Cái thứ hai là các triệu chứng khi bị mắc bệnh thì chủ yếu có mấy cái dấu hiệu rất là đáng chú ý là bệnh nhân có một cái sốt, có một cái đau họng. Cái triệu chứng đau họng thì rất điển hình, đau rát khó chịu. Căn cứ vào cái vị trí tổn thương bạch hầu thì người ta chia ra làm 3 loại. Một cái loại viêm ở mũi trước, các triệu chứng thì nó có biểu hiện nhẹ như là một người viêm nhiễm mũi xoang thông thường thôi. Cái khả năng cái độc tố này vào máu sẽ ít và bệnh điều trị thì sẽ tích cực, thì sẽ giảm trong tuần đầu điều trị. Cái trường hợp thứ hai là tương đối nặng, đó là cái bệnh bạch hầu mà nó gây cái tổn thương rất lớn, xâm nhập, lan tỏa ở vùng hầu họng. Thì đây là những cái triệu chứng mà bệnh nhân rất là điển hình. Có đau rát họng, kèm theo những cái đó có cái phù lề ở các tổ chức. Cái trường hợp thứ ba là cái trường hợp mà xảy ra khi mà cái mảng giả mạc ở cái bệnh này nằm ở thanh quản, nằm ở trên vùng hầu họng, lan tỏa, che kín, lấp cái thanh quản. Do bệnh nhân có một cái đau đớn làm cho cái cổ bệnh nhân bệnh ra, sưng đau, nói khó chịu, mất tiếng và đặc biệt là cái cảm giác luốt mà bệnh nhân không dám, gây ảnh hưởng đến cái tình trạng ăn uống sinh hoạt của bệnh nhân. Vâng, vậy thì biện pháp phòng ngừa bệnh hiệu quả nhất là gì ạ? Cái điều vô cùng quan trọng là chúng ta đã có vaccine để phòng cái bệnh này rồi thì phòng bệnh của chúng ta là hoàn toàn chủ động được. Biện pháp phòng tốt nhất đó là biện pháp cho con em đi tiêm chủng thường kỳ. Cái thứ hai là công tác giám sát tổ chức nâng cao cái phát hiện sớm ca bệnh để chúng ta chủ động cách ly ngăn ngừa điều trị để tránh những trường hợp đáng tiếc tử vong xảy ra. Và cái thứ ba rất là quan trọng nữa đó là nâng cao cái hiểu biết cho cộng đồng. Trách nhiệm của cộng đồng phải đưa con em mình trong diện tiêm chủng và tiêm nhắc lại đúng theo quy định của ngành y tế. Vâng, một lần nữa cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn này.
Mặc dù dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực đến ngành công nghiệp, nhất là thiếu hụt nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, với việc chủ động, linh hoạt trong tìm kiếm thị trường, sản xuất công nghiệp của Lào Cai vẫn duy trì đà tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm 2020. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ động phối hợp với doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn thuộc các bộ ngành trung ương để duy trì nguồn cung nguyên liệu, máy móc thiết bị thiếu hụt và tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Do vậy, những khó khăn của ngành công nghiệp cơ bản được tháo gỡ. Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm ước đạt trên 16.500 tỷ đồng, bằng gần 46% kế hoạch và tăng gần 11% so với cùng kỳ. Trong khi công nghiệp khai khoáng, sản lượng các sản phẩm quặng sụt giảm, thì công nghiệp chế biến chế tạo đạt mức tăng trưởng khá cao. Điển hình là sản xuất axit phosphoric tăng 2,1 lần, phốt pho vàng tăng 145%, đồng tăng gần 17%, phân NPK tăng gần 15% so với cùng kỳ. Riêng phôi thép, phân DAP giảm 20% do khó khăn về thị trường tiêu thụ. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp chế biến chế tạo của Lào Cai 6 tháng qua ước đạt trên 12.540 tỷ đồng, bằng trên 50% kế hoạch và tăng 14,4% so với cùng kỳ. Đây được xem là những tín hiệu tích cực tạo tiền đề thúc đẩy sản xuất công nghiệp trên địa bàn 6 tháng cuối năm tăng trưởng ở mức cao hơn sau khi tình hình sản xuất đi vào ổn định. Phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn, đô thị đang được huyện Mường Khương xác định là một trong những lĩnh vực đột phá trọng tâm trong giai đoạn 2020-2025. Huyện Mường Khương phấn đấu đến năm 2025, 100% các tuyến đường liên thôn được cứng hóa, 100% đường ngõ xóm được cứng hóa bằng mặt đường bê tông xi măng, 50% đường đi đến các khu sản xuất được cứng hóa bằng cấp phối đá dăm, láng nhựa hoặc mặt đường bê tông xi măng, 4 trên 16 xã thị trấn đạt tiêu chí giao thông nâng cao. Địa phương này cũng đề nghị nâng cấp một số tuyến đường trong vùng trọng điểm về quốc phòng an ninh, kinh tế xã hội để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong giai đoạn này, Mường Khương cũng sẽ chú trọng đầu tư kết cấu hạ tầng 4 trung tâm cụm xã là khu vực Pha Long, Cao Sơn, Bản Lầu và thị trấn Mường Khương, hình thành các thị tứ, hoàn thiện đô thị loại 5 thị trấn Mường Khương. Huyện sẽ quan tâm mở rộng khu vực trung tâm xã Bản Lầu, xây dựng chợ cụm khu vực xã Cao Sơn, nâng cấp chợ cụm khu vực xã Pha Long và các danh mục liên quan khác đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của huyện. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua câu chuyện mất tín hiệu Internet đột ngột của nhiều nhà cung cấp mạng khiến các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh dịch vụ tại tổ 28 đường Quy Hóa, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai rất bức xúc. Cắt mạng Internet gây nhiều khó khăn, đảo lộn quá trình sinh hoạt và công việc kinh doanh. Tuy nhiên, sự chây ý không hợp tác, hạ ngầm cáp quang của hai nhà mạng FPT Telecom Lào Cai và VTV Cap Lào Cai là nguyên nhân chính dẫn đến tình huống trên. Ghi nhận của phóng viên truyền hình Lào Cai với các bên có liên quan. Trước sự việc trên, người dân phố Quy Hóa bức xúc cho rằng họ đã đóng tiền xã hội hóa để chỉnh trang tuyến phố lát đá vỉa hè sạch hơn, đẹp hơn. Nhưng việc hạ ngầm cáp thực hiện quá chậm trễ, không đồng bộ bởi các nhà mạng, bất hợp tác với chính quyền địa phương. Thì phường và thành phố là hứa với dân là ngầm hóa toàn bộ cái đường cáp quang, toàn bộ 4 nhà mạng, chỉ trừ mỗi điện lưới là thôi, coi như ngầm hóa toàn bộ. Vận động dân chúng tôi đóng góp là mỗi một hộ là trên 10 triệu. Thì chúng tôi nhất trí là chúng tôi nói dân là vận động, thì coi như hứa là đến 30 tháng 6 năm 2019 là các nhà mạng. Nhưng mà thôi vì cái đó, nhưng đến 31 tháng 12 năm 2019 coi như cũng chưa làm xong. Thế còn các nhà mạng thực thi được hay không, đây là cái sai này, nói là nếu đúng ra là trách nhiệm của các nhà mạng, vì không phải là tự dưng người ta cắt làm cái này, nó có chủ trương đến nay 6-7 tháng rồi. Theo tìm hiểu của phóng viên, việc cắt các dây cáp của các nhà mạng do Ủy ban nhân dân phường Kim Tân, thành phố Lào Cai thực hiện. Trước đó, Ủy ban nhân dân phường Kim Tân đã thông báo về chủ trương ngầm hóa hệ thống dây cáp viễn thông của các nhà mạng cung cấp mạng nhằm đảm bảo mỹ quan khu vực thành phố. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chỉ có nhà mạng VNPT đang tiến hành ngầm hóa hệ thống dây cáp, còn các nhà mạng như FPT, VTV Cap thì chưa có bất cứ hành động nào với lý do cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu. Sau khi thi công ngầm hóa tuyến phố Quy Hóa xong thì Ủy ban phường cũng đã đề nghị là có hạ tầng đấy rồi, thì cũng đã đề nghị các nhà mạng còn lại gồm có FPT, Viettel và Truyền hình Cáp là đang có cái hệ thống tuyến cáp trên tuyến phố Quy Hóa, phối hợp với VNPT để ngầm hóa. Thì các nhà mạng trong quá trình triển khai thì các nhà mạng xin gia hạn thời gian là sẽ triển khai trong tháng 6, vì liên quan đến cái việc là phải mở các hộ cáp hố ga, thi công lại các lắp hố ga cho nó đảm bảo phù hợp hạ tầng kỹ thuật để triển khai thi công của các nhà mạng, thì phường cũng đã đồng ý. Tuy nhiên là trong hết tháng 6 thì chỉ duy nhất có một nhà mạng VNPT
và Viettel là phối hợp triển khai. Hiện nay VNPT đã triển khai xong, còn Viettel đã triển khai được một lửa. Còn hai nhà mạng còn lại là nhà mạng FPT và truyền cáp thì cơ bản chưa triển khai. Cũng theo tìm hiểu của phóng viên, từ năm 2018, ngoài xây dựng hạ tầng, tỉnh Lào Cai đã có chủ trương hạ ngầm cáp viễn thông các tuyến phố trên địa bàn. Trước mắt triển khai ở phố Quy Hóa, phường Kim Tân, phố Phan Đình Phùng, phường Lào Cai, phố Hòa An, Sơn Tùng, phường Cốc Lếu. Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai cũng đã lên phương án thiết kế chi tiết đi ngầm cáp cho từng tuyến phố và có văn bản đề nghị các đơn vị viễn thông, truyền hình cáp, điện lực trên địa bàn thành phố Lào Cai phối hợp thực hiện. Tuy nhiên, hầu hết các nhà mạng đều không mấy mặn mà với việc này. Sau nhiều cuộc họp giữa các bên, phía địa phương đề nghị VNPT Lào Cai bố trí kinh phí, tổ chức thực hiện thiết kế thi công hệ thống cống, bể, cáp viễn thông dọc hai bên hành lang tuyến phố Quy Hóa. Cái chi phí để hạ ngầm tuyến phố là rất lớn, phải nói là rất lớn, nên là các nếu tính về hiệu quả là các doanh nghiệp viễn thông không muốn làm, không muốn tham gia. VNPT đầu tư cái tuyến phố này, đầu tư cái hạ tầng tuyến phố này là theo cái sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố cũng như của phường Kim Tân là phải đảm bảo để cho các nhà mạng dùng chung được cơ sở hạ tầng, thì cũng để mà đảm bảo cho cái hoạt động hiệu quả của doanh nghiệp thì cái trên cái cơ sở giá cho thuê và cái giá đầu tư thì cái phần thương thảo thì đến hiện nay là các đơn vị đều chấp nhận cái giá của VNPT bị đưa ra, thế còn việc độc quyền thì hoàn toàn không có. Ủy ban nhân dân phường Kim Tân ra tối hậu thư thông báo tháo dỡ toàn bộ cáp viễn thông, hộp cáp hiện còn đi nổi trên tuyến đường Quy Hóa kể từ 7 giờ 30 phút ngày 6 tháng 7 năm 2020. Ủy ban nhân dân phường cũng đề nghị các nhà mạng cắt cử lực lượng phối hợp để nhận thiết bị sau tháo dỡ là hoàn toàn hợp lý. Việc VTV Cáp và FPT Telecom Lào Cai không chủ động thực hiện hạ ngầm cáp viễn thông theo chủ trương của tỉnh sẽ tạo tiền lệ xấu đi ngược lại với quyết tâm xây dựng đô thị văn minh, sạch đẹp mà cả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Lào Cai đang chung tay thực hiện. Phần thời lượng còn lại của chương trình là mục Lào Cai 7 ngày. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại những thông tin sự kiện nổi bật diễn ra trong tuần qua. Trong hai ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai đã tổ chức kỳ họp thứ 14. Kỳ họp đã thông qua 12 nghị quyết và xem xét báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020. Kỳ họp cũng đã dành thời gian để các sở ngành liên quan giải trình và chất vấn các vấn đề đại biểu quan tâm. Phần chất vấn và trả lời chất vấn đảm bảo dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu trong những tháng còn lại của năm 2020, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh tiếp tục tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các thành phần kinh tế, tăng cường thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản để góp phần quan trọng vào việc phục hồi và phát triển kinh tế theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Trong tuần qua, Đại hội đại biểu Tráng Quan Bắc Hồ tỉnh Lào Cai lần thứ 6 năm 2020 đã được tổ chức. Với chủ đề xuyên suốt, thiếu nhi Lào Cai thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy. 5 năm qua, đội viên thiếu niên nhi đồng Lào Cai đã không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện, phát triển toàn diện trí tuệ và thể lực để trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, xứng danh Tráng Quan Bắc Hồ. Đã có hơn 658.000 em đạt chuyên hiệu chăm học của chương trình rèn luyện đội viên, 154 mô hình giải pháp sản phẩm của các em thiếu niên nhi đồng đạt giải tại cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng tỉnh Lào Cai. Thiếu nhi Lào Cai cũng đã xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa trị giá 845 triệu đồng. Phong trào nghìn việc tốt kế hoạch nhỏ cũng được đông đảo các em thiếu nhi tích cực tham gia hưởng ứng. Tại đại hội, 165 đội viên tiêu biểu đã được trao danh hiệu Tráng Quan Bắc Hồ cấp tỉnh. Thời gian qua, nhiều cầu treo, cầu bê tông ở một số khu vực vùng cao, vùng sâu của tỉnh đã bị xuống cấp nghiêm trọng, có thể gãy đổ bất cứ lúc nào nếu gặp mưa bão. Cầu treo thôn Cuống nối hai xã Tả Phời và Hợp Thành của thành phố Lào Cai là một công trình như vậy. Để đảm bảo an toàn, mỗi khi trong thôn có công việc lớn đều phải bố trí người đứng hai bên đầu cầu để điều tiết người và phương tiện, tránh quá tải gây ra tai nạn.
Sau nhiều lần phản ánh, lãnh đạo xã Tà Phời cho biết địa phương đang lên phương án và đã được cấp trên phê duyệt để xây dựng cầu mới nối thôn Cuống và thôn Pèng trong năm 2020. Trên địa bàn tỉnh Lào Cai hiện còn rất nhiều cầu đã xuống cấp. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, phục vụ tốt hơn nhu cầu trao đổi hàng hóa, phát triển kinh tế ở khu vực vùng sâu vùng xa, thì việc đầu tư nâng cấp, sửa chữa các cây cầu này là hết sức cần thiết. Thông tin phát hiện một kho hàng lậu hơn 10.000 m2 có địa chỉ tại số 145 đường Hoàng Diệu, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai trong tuần vừa qua đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Kho hàng do đối tượng Trần Thành Phú sinh năm 1992 có hộ khẩu thường trú tại Lào Cai điều hành. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã ghi nhận có 3 nhân viên được thuê đang thay nhau livestream trên các tài khoản Facebook như Thảo Trần, Dây Đông Giá. Đây được xem là một trong những tổng kho hàng lậu lớn nhất ở các tỉnh biên giới phía Bắc với nhiều khu hàng hóa khác nhau, đầy đủ các mặt hàng từ thời trang đến mỹ phẩm. Các mặt hàng tại kho này đều nhập lậu và có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới. Toàn bộ kho hàng đã bị thu giữ và kiểm đếm, đồng thời tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xử lý nhóm đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.